Đi. Chửi tao luôn rồi kìa anh em. Giờ đánh danh này dễ bị mấy khứa này chửi ghê trời. Ăn cái gà này nó còn chửi nặng hơn con bạn rất hôm trước nữa chứ. Giờ thách đấu hàng chơi game xuống ranh lục bảo kim cương bị chửi như một con khó. Người ta né tiễn thủ còn anh đi săn tiễn thủ chiến vẹn trai phải vậy chứ. Rồi thằng nào đi top ra vẹt hả? Phải liền khó ra vẹt thì sao mà đụng nó được. Ahi Revenge hả? Gặp rồi. Ahi Revenge đánh cũng được nhưng mà tôi quýnh Chidome thì cũng hơi ngợp cho Ahi Revenge đấy. Trình đồ Forfan gặp ra vẹt đi top, liệu trình đồ này có ổn không? Ê quên đây núp bụi ta, mình núp bụi đây nó đi ra mình cắn nó đánh từ level 1 luôn chứ, đứng đây bị nó bắn rồi. Quên nữa anh em. Ê va nha, đánh vậy là va nha. Cái nhịp độ bây giờ không có tăng tầm đánh nước cay thế. Bây giờ tôi cắn nó trước là nó chết rồi. Ây da. Cái thực sự nhịp độ cũ đã chết rồi này. Ôi ôi, hồi đó tôi flash lên, tôi đánh tay xong tôi cắn nhưng tôi cắn không đủ tầm. Nhưng mà thông thường thì sẽ lại vậy. Here we go. Ây da. Đạt. Yeah, yeah. Yasu chấp 2 giết được 1. Gì mới đi. Nó không chết anh em. Ây da, cay vậy. Đệt. Fuck. Cay thế nhờ. Thăm ngàn. Thăm ngàn. Thăm ngàn. Thăm ngàn. Kẹp ngàn. Gì vậy anh ấy? Cái này vô gừng người ta vậy. Giờ đẩy rip lại giao hung tàn rồi. Tôi sẽ lên cái giày giáp trước ở đây mới hai thằng quỷ này đam vật lý. Cái cả Yasuo nữa. Cánh trên nó là ơi, không có tiền hả? What the fuck 900, tí nữa toang à. Mắc vậy. Đợi một chút đi. Lính chưa ra nữa, đẩy thêm một quay nữa. Thằng này rất có khả năng là nó sẽ hồi flash trước mình anh em ơi. Cày chưa kìa, giờ nó đẩy lẹ quá, nó giao hung tàn rồi. Thực sự luôn. Gốc, từ từ đây. Nó răng tò hai mạng nhưng mà hiện tại tôi vẫn đang hơn Gip ga vẹt nha. Và level cũng không thọt, ok. Tí mình còn căng 2 được chứ. Không sao, đối với tòi mấy cái chị này bình thường thôi. Hôm trước tôi 08, 07 tôi còn đánh họ tôi xanh tôi carry team tôi luôn mà. Easy game thôi anh em. Bình thường. Này nó không lên giày á, không lên giày cũng được á. Trông cũng ok la đấy.
Có ai đâu mà đánh không? Đi. Thiệt tình luôn á trời. Mày không gờ, mày không lát, mày còn binh người ta, khó vậy ông? Tôi đi lại rồi nó có đứng đó tao bắn ông không? Chửi tao luôn rồi kìa anh em. Giờ đánh đanh này dễ bị mấy khứa này chửi ghê trời. Đánh tới đi trời, bà già mày. Khó luôn. Giờ thách đấu hàng chơi game xuống ranh lục bảo kim cương bị chửi như một con. Khó. Mình đi lên đánh rồi anh em nghĩ là con này nó có đứng im cho mình đánh không? Ý là tôi hết e nữa. Nó còn ra còn phá luôn mà. Gì? Cái gì? Mày cái gì? Mày cái gì? À dạ. Thế thì chịu rồi. What the fuck? Này nó hết hết lát rồi đây em ơi. Rồi chắc là hồi rồi nhưng mà lát không có. Đẩy lẹ lẹ vô bú tóc trụ ơi. Mình bị phiền hơi nhiều. Ít nhất là nó đã phiền tôi chết bốn mạng rồi. Dữ dằn thì chứ, bung chiêu nhiều dữ vậy. Tí nữa ăn được con xe rồi. Fan the bao FF. Anh em thấy được chết 5 mạng mà chỉ số lính tôi vẫn hơn ra vẹt là hiểu rồi ha. Và nếu như anh em thử nghĩ, nếu như rừng nó không lên, mít nó không lên thì con ra vẹt này chắc nãy giờ nó phải 1 năm nữa chứ không phải là tôi là cái thằng 1 năm đâu. Và trụ này chắc bay từ lâu rồi. Nhưng mà không sao. Tôi có cách đánh riêng của tôi. I'm okay. Tôi vẫn lấy được trụ anh em ơi, ngon luôn. Hoa nó lại chạy lơ tiếp. Cũng xiên đó, cũng chăm đó. Ê, nhưng mà rừng mình sao nó không làm chân vậy? Boss xanh sao xuống đài? Sao rảnh quá hả? Boss mình một đổ chơi rồi, con này có cái R nó xuống đài hàng này. Kiểu nên tận dụng khi mà thằng trường nó chỉ cam top thôi đó. Và boss mình win nữa. Ây da, sắp chết rồi. Ôi, đường ném pháp hơi nhiều. Cái thằng gia phanh 4 nó lên găng top xong rồi nó còn chạy xuống ăn được mạng của rừng nữa ta. Thế là thằng rừng này nó di chuyển kiểu hơi chậm chạp á. Đừng kỳ vọng nó, đừng thấy nó, đừng cứ tự sát. Bú. Ủa nó đâu? What the fuck? Ai à, kia nó li lui về quá tầm luôn hả? Trời ơi, chết nữa rồi, ní ơi. Thằng giả xua châu cái gì? Fuck. Nhây nhây đó thôi, để tôi lợi. Tôi không biết cái team này mình có lét được không, nếu mà lét được thì game nó cũng ok. Biết mình thọt lại nhưng mà gán đánh lét thôi. Mọi thứ vẫn sẽ có thể ổn được. Oh my god.
kia nó gờ không kịp hết trời. Tôi vừa chết tôi thấy tôi quay là tôi nhìn nó có cái rờ á. Khó luôn. Tội cái rẹt này quá nó chửi tôi luôn rồi anh em ơi. Nàng, cái rẹt này nó còn chửi nặng hơn con bà rớt hôm trước nữa chứ. Chửi hơi nặng á, chửi hơi nặng rồi đó bạn. Chửi hơi nặng á. Mày 6-1 đánh với 2-7, bị 2-7 solo kill ha. Ha. Can win em ơi. AD bên combat rồi. Chửi như con. Ok. Tôi đã chính thức solo kill con ga vẹt này rồi. Nãy giờ rừng nó găng lên hoài, tôi không làm gì được. Thôi đi về thôi, Yasuo này hơi khỏe nha, Yasuo này sắp vô cực luôn rồi. Mạnh dữ. Tôi lên cái này. Mugamid, giết thằng sập nó nè. Sập nó kìa. Dồn vô giết nó. Flash chi. Tiếp nha, ok. Được rồi, Lucy chết rồi ông ơi. Có chừng gã vẹt ra bắn rồi ông nha. Lucas đi, từ từ thôi, chiêu. CS vẫn nhiều nhất team, mặc dù là lại là cái thằng fit nhất team. Nó chuyến. Cái này có một sâu à. Á chủ cũng hơi lâu tí. Baron đi. Đậm Baron đi. Yasuo ở đây à, Yasuo có vô cực. Anh em ơi, nhìn hơi gớm. Tôi không biết là nó có thiêu đốt không. Nhưng mà chắc team mình bú được con Baron rồi. Nó vẫn ở đây, ở thằng Zone 4 này. Fuck. Rồng rồi. Vậy thôi về. Ngon lành cành đào luôn. Tôi chính thức combat rồi đấy. Phải điên nha. Tầm này mà ra bẹt tích chết một cái là 3-4 trụ, 2-3 trụ như chơi. Nhiều khi giờ tôi căng thằng Zen 4 với con ra bẹt cũng được luôn á. Có thể. Khó chịu chưa? Găng nhiều quá mày. Mày tôi gõ từng thằng. GG. Tóc biến chạy ha. Đẩy đi. Đẩy tới đi mít rồi. Trời, quýnh trụ rồi nó sướng không? Sướng không? Rồi, tôi không quan tâm sự đời đâu. Chậu. Chơi game với chậu. Star. Thật sự. Khó chịu liền. Sao mà đỡ? Lên tư băng cho chậu chậu tí. Để căng hai thằng Gia Vinh 4 với con ga vẹt cho nó khỏe. Vui. Ga vẹt bây giờ nó hết tóc biến rồi. Nó bị mình slow cái là gãy liền. Tôi đủ rồi, thôi tôi về tôi lên tim băng cái. Gọc này ra sớm hơn Baro cho nên là tôi sẽ đẩy top anh em ơi. Lên đẩy top câu người cho team mình bú thêm con gồng nữa.
Và tầm này tất nhiên là nó phải tầm hai thằng dép rồi, không thể nào con Garbage hoặc là thằng Yasuo có thể dép được, ít nhất là phải hai thằng nha. Bây giờ không có thằng nào mà nó ra mà nó đánh lại mình hết, cấp cấp đầu từng thằng hết. Garbage chứ con do anh 4 lên là cấp 2 luôn á. Còn mà Yasuo thì không biết, tại vì Yasuo hơi khỏe, Yasuo có vũ dâm nè. Bắt bắt kêu xuống boss đi. Kinh gạt kêu xuống boss đi. Bắt bắt. Bắt gì bà. Tôi thích quýnh trên top luôn được không? Còn một clip giả thách đấu hàng chơi game nữa hả? Ngộ ghê. Ôi ôi ôi, end game luôn đó nha, end game luôn đó nha. Ừ. Ờ mới ra vẻ tới chết rồi, kinh gạt tới chết rồi. Chết hơi nhanh. Từ đi ơi, không có vội. Từ từ thôi. Một phút nữa gồng ra rồi mình đánh, cho tụi nó phải bỏ rồng thôi. Rồi tụi nó muốn đánh rồng thì bay vô cướp. Giết quăng gờ cướp, dùng chiêu cướp, chứ không thì cũng khó mà ăn được rồng. Rồi rồi, thiệt gì luôn, thiệt gì luôn, thiệt gì luôn, thiệt gì luôn, hai gia bên 4, thiệt gì luôn, thiệt gì luôn, thiệt gì luôn, rồi end game luôn. Còn nó cái chó nữa. Thiệt chứ luôn. Thiệt chứ luôn. Thiệt chứ luôn. Rồi 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 rồi. Rồi rồi. Ây da, what the fuck, sao Lucy chết rồi. Kinh trạc này nó đánh gà mà nó hay dại quá nha. Chỉ quá nha. Thôi mình game luôn đi anh em ơi. Chị trả hình nữa. Thủ thanh gia bên 4 mày găng tao hơi nhiều nha. Trả giá nè. Chi chi. Kinh gạt chát ao gừng. Trong khi không làm được cái gì hết luôn. Sâu mắc hết, rộng cũng mắc hết. Không găng top. Hình như biết găng boss hay không nhưng mà cũng thấy găng boss luôn. Ác thực sự. À. Rồi đánh của trình độ game này bị găng quá vậy. Nó găng mình tới luôn chứ. Gia 4 nó chạy lên top liên tục. Yasuo cũng chạy lên top liên tục. Đam game này không có nhiều, đam sát thương lên tướng không nhiều nha, không nhiều nha, nhưng mà coi đam trụ nè, đam trụ nó mới phơi. Đánh con trình đồ là phải so cái này nè. Cái này mới thực sự deep nè. Nguyên cái team nó cộng lại thì may ra hơn được tôi. Và nguyên cái team mình cộng lại không bằng nửa phân nửa đam tôi đúng không ta? Ảo chưa? Cái này mới thực sự deep. Chị chơi. Nó gần tới luôn. Cũng may mà tôi có thể rỡ lại được. Lắm. À ok. Lên nhạc chiêu chiêu đi. Vừa đánh một game căng thẳng quá trời. Anh em đang xem stream nhắn like cái stream giúp Tồ nha anh em ơi. Tổ đánh từ từ dưới địa ngục đi lên xanh tới cái game này. Anh em nên like giùm Tổ nha. Like cái stream đi anh em. Game này tôi tưởng là tôi nát như tương luôn rồi. Tụi nó găng quá găng. Lắm. Xong con trình độ rồi. Bây giờ mình sẽ chơi con Raren đi. Hay là Gwen gì đó, Lau Y gì đó. Hôm nay sẽ đánh 4 ngôi tướng mà tôi đang để trong cái tiêu đề cái stream hôm nay.
Xong rồi đó thì sẽ đánh Chindami hay Salad gì đó, đánh lấy highlight cho đem coi nhiều hơn. Chiều nhưng mà nó phải kiểu có cái gì đó trong cái game này anh em. Chứ không lẽ chiêu theo kiểu để cho tụi nó đè đầu cưỡi cổ mình đánh mình không làm được gì. Thậm chí tiền tôi còn nhiều hơn nữa kìa. Nhiều tim luôn. Hai tim luôn. Don't you know that?